Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2017. Video clip này Đỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế gỗ vụ, bộ trường kỷ Huế gỗ vụ gồm có 6 món ở trường Huế Ngũ Lân. Và bộ này chúng tôi làm theo yêu cầu của anh Việt ở Ba Vì, Hà Nội. Anh đã đặt hàng chúng tôi từ trong năm và bây giờ chúng tôi mới xong cái phần mộc để quay một cái video clip để giới thiệu cho quý khách gần xa cũng như là anh Việt ở Ba Vì, Hà Nội chiêm ngưỡng những cái phần mộc của bộ ghế trường kỷ Huế Ngũ Lân gồm có 6 món, một trường dài, 2 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2017. Cái clip này chúng tôi cũng tiện giới thiệu luôn cả một số mặt hàng chúng tôi đang hoàn thiện sau phần mộc. Riêng bộ Ngũ Lân là chúng tôi vừa mới xong được 3 bộ, và một bộ của anh Việt ở Hà Nội đặt, và một bộ trường kỷ Huế, một bộ trường kỷ Bắc Bộ gỗ vụ ta Quảng Bình, gồm có 3 thứ, và chúng tôi clip sau sẽ giới thiệu quý vị chi tiết. Và đi vào clip chính này, chúng tôi giới thiệu bộ ghế trường Huế Ngũ Lân gồm có 6 món gỗ vụ. Toàn bộ cái bộ trường Huế Ngũ Lân này chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay hết. Toàn bộ cái ván ở bên dưới mặt này chúng tôi làm dày 1,5 phân theo yêu cầu của khách hàng. Quý vị đã xem chúng tôi quay chiếc ghế dài. Toàn bộ cái hàng trường kỷ Huế này chúng tôi là làm tháo rời toàn bộ, rất là dễ vận chuyển. Và chúng tôi vẫn đang để nguyên mộc, được làm chất liệu gỗ vụ 100%. Cái bàn này chúng tôi làm rất là rộng, 6m8 và 1m39. Bộ trường Huế Ngũ Lân này là chúng tôi làm có 6 món, một trường dài, 2 ghế đơn và 2 đôn, 1 bàn to. Bộ trường Huế gồm 6 món bộ Ngũ Lân. Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Tại Hà Nội chúng tôi là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi có rất nhiều các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của quý khách. Đằng sau chúng tôi cũng đục, là đằng sau đục mặt tổ ong, đục cả mặt đằng trước nữa, mặt đằng sau. Cái điếp này là chúng tôi vẫn đang để mộc, khi hoàn thiện xong thì sẽ rất là đẹp. Đây là mới xong phần mộc thôi. Trên mình quý vị đã xem, đây là bộ trường Bắc Bộ gỗ vụ ta Quảng Bình gồm có 3 thứ, được làm chất liệu gỗ vụ ta Quảng Bình.
gọi là trường Bắc Bộ, và chúng tôi rất là nhiều mẫu trường. Quý khách mà có nhu cầu hỏi bộ trường thì đặt luôn vấn đề là bộ trường Huế hoặc là trường Bắc Bộ. Trường Bắc Bộ thì cái trường dựa lưng nó rất là thấp, có 3 ô. Và trường Huế thì cái trường dựa lưng nó cao và tháo rời toàn bộ. Bộ cụ ta của mình này chúng tôi chọn vân cũng rất là đẹp. Đây chúng tôi vẫn đang để mọc, khi hoàn thiện lên thì dễ vân thì gỗ còn nổi nữa. Và khi để mọc nó màu như này thôi, khi quý khách có nhu cầu mua hàng thì có thể yêu cầu là đánh xi hoặc đánh vác ly, đánh theo đúng theo lối cổ. Đây là chúng tôi vẫn là để mọc để giới thiệu cho anh Việt ở Ba Vì, Hà Nội. Anh ở xa chưa về được thì chúng tôi sẽ quay mọc để anh xem trước. Quý khách gần xa có nhu cầu mua hàng, đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Ở phía xa khi là chúng tôi đang đánh chiếc lọ đôi lọ lọc bình của anh Dương ở Long Biên, Hà Nội. Clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đôi nọ lọc bình này. Và chúng tôi đang hoàn thiện là bánh vác ly. Kia chúng tôi đang phía xa kia đội ngũ thợ chúng tôi đang mài giấy giáp chiếc sập vụ thập điểu quần mai và bàn thờ thần tài và một số hoành phi cơ đối cho khách hàng ở Thái Bình và Hưng Yên. Đỗ Quách Nguyên xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách có nhu cầu mua hàng đặt hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.